Thưa quý vị và các đồng chí, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của các cô giáo, thầy giáo đối với xã hội. Những người thầy giáo tốt là những người vẻ vang nhất, là những người anh hùng vô danh. Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin kính chúc quý thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, là một ngôi trường có bề dày thành tích trong công tác giáo dục ở thành phố Bà Rịa. Những năm qua, trường tiểu học Trường Sơn còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong giảng dạy, học tập cũng nâng lên rõ rệt, góp phần vào việc giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ghi nhận, trường tiểu học Trường Sơn, thành phố Bà Rịa làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ mở đầu chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt. Những năm qua, trường tiểu học Trường Sơn, thành phố Bà Rịa đã nghiêm túc triển khai tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm theo. Thực hiện cái chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thì chi bộ nhà trường cũng đã triển khai một số các cái nhiệm vụ cụ thể như sau. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảng viên thì tham gia đầy đủ các cái cuộc học tập chuyên đề hàng năm, và hàng tháng thì mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên thì đều có đăng ký cái nội dung học tập và làm theo Bác trong cái sổ tu dưỡng và rèn luyện. Và trong cuộc họp chi bộ hàng tháng thì chi bộ đều có đánh giá, nhận xét, rồi tuyên dương, động viên và nhân các cái điển hình tập thể, cá nhân là nổi bật. Cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu thì luôn thể hiện cái tính tiên phong, đi đầu, gương mẫu trong các mặt công tác, và thực hiện những cái việc hành động là làm theo, là theo cái nhiệm vụ cụ thể của mình. Từ đó là để lôi cuốn các cái quần chúng và tập thể là thực hiện tốt phong trào. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, chi bộ trường tiểu học Trường Sơn đã cụ thể hóa các nội dung của việc học và làm theo Bác thông qua những hoạt động giáo dục như đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, và thực hiện cuộc vận động 2-0. Nhà trường cũng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc triển khai cuộc vận động, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phát triển văn hóa đọc thông qua mô hình thư viện thân thiện, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong các môn học, trong các buổi sinh hoạt tập thể hàng tuần. Đặc biệt, những câu chuyện về Bác được khắc họa trong cả buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ chuyên môn, bởi trong những buổi sinh hoạt này luôn có phần kể chuyện về Bác. Bên cạnh đó, chi bộ nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh có cơ hội giao lưu, hòa đồng với mọi người xung quanh và rèn luyện thân thể theo hình mẫu của Bác. Về một giáo viên và một cái công tác bên công tác đoàn đội thì cái việc đầu tiên là phải chú trọng về cái việc mà nâng cao nhận thức của mình. Thì khi mà mình nhận thức tốt, mình thực hiện tốt thì mình có thể là tiên phong đi đầu trong các hoạt động để mình hướng dẫn cho các cái đồng chí đoàn viên nhỏ hơn và các đồng nghiệp của mình, rồi mình còn giáo dục được cái học sinh của mình trong cái việc mà thực hiện làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ nhà trường tổ chức cho cán bộ, đảng viên và giáo viên đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo Bác theo chuyên đề từng năm. Theo đó, năm học 2019-2020, cán bộ, đảng viên và giáo viên nhà trường đăng ký học và làm theo Bác về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ. Và để thúc đẩy phong trào, lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý và đảng viên là những người tiên phong thực hiện. Nhờ đó, nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ hài hòa, đoàn kết nội bộ, tạo phong cách gần gũi khi tiếp xúc với phụ huynh cũng như các em học sinh. Chú trọng bồi dưỡng phát triển đảng viên, chi bộ luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tích cực, nhiệt tâm phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng. Trung bình mỗi năm, chi bộ nhà trường đã kết nạp từ 2 đến 5 đảng viên mới.
học và làm theo tấm gương của Bác, cô Phạm Thị Ngọc Hạnh, giáo viên đứng lớp khối 5, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy với học sinh và không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn. Để học sinh hứng thú hơn với môn học, cô Hạnh đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Do đó, học sinh chủ động, hăng hái hơn trong các giờ học, hiệu quả giảng dạy theo đó cũng được nâng lên. Nhiều năm liền, cô đạt thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố. Thực trạng hiện nay thì bên cạnh những cái gương đạo đức tốt như các bạn cũng biết rồi, ở trên báo, trên đài, thì cũng có một bộ phận không nhỏ là có cái lối sống là suy thoái về đạo đức. Nhất là những cái ngành nghề mà người ta tôn vinh nữa, thí dụ như nghề giáo. Thì bản thân mình cảm thấy là cái việc mà học tập và làm theo gương Bác nó cần thiết lắm. Tại vì Bác Hồ của mình là một cái tấm gương mẫu mực tiêu biểu nhất về cái lối sống, cái nhân cách rồi. Cũng có thể gọi là danh nhân ở thế giới rồi. Cho nên là bản thân mình thì cũng như các anh chị em đồng nghiệp trong trường thì thấy rằng cái việc mà học tập và làm theo gương Bác là cái điều rất là cần thiết. Nhất là trong cái ngành nghề của mình nữa. Và ngoài ra thì mình nghĩ là để giáo dục tốt học sinh thì không còn cách nào khác tốt hơn là mình phải làm gương. Mình dạy các em mà mình làm không tốt thì cũng khó mà có hiệu quả. Làm gương đó là ở đây là đối hàng ngày là trong cái giao tiếp với lại đồng nghiệp, với lại phụ huynh thì các em nhìn thấy hết á. Thì mình cũng phải là đúng mực của cái người nghề giáo, với cái lối sống của mình nữa. Cái lối sống của mình nó cũng phải phù hợp với nghề giáo. Thì như vậy thì các em nó cũng có thể là nghe được những cái lời giáo dục của mình và làm theo. Với mục tiêu dạy và học có hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em tự tin trong học tập, những năm qua nhà trường đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhà trường luôn chú trọng đến nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên bằng việc cử giáo viên tham dự các khóa học, khóa tập huấn do Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục tổ chức. Nhà trường còn tổ chức các tiết hội giảng, dự giờ chuyên môn. Qua đây, đội ngũ giáo viên của trường có điều kiện cọ sát, rèn luyện, rút kinh nghiệm thực tiễn, phục vụ cho công tác giảng dạy. Đến nay, 100% giáo viên trong trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. 100% giáo viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào công tác soạn, giảng. Năm học 2018-2019, trường có 39 giáo viên đạt thành tích giáo viên giỏi thành phố. 13 đề tài sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giáo viên nhà trường được thành phố công nhận. Đặc biệt, trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và trong các hoạt động giáo dục, sinh hoạt ngoại khóa. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của thầy trò trường tiểu học Trường Sơn, đến nay, trường không có tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Chất lượng học sinh giỏi được giữ vững trong top đầu của thành phố. Ngoài cái việc chú trọng đến cái việc là học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì nhà trường cũng tăng cường tổ chức các buổi họp sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh. Chẳng hạn ví dụ như là tập trung vào cái đổi mới phương pháp dạy học, rồi tập trung vào cái năng lực học tập của học sinh là chủ yếu. Thì thông qua các buổi họp sinh hoạt chuyên môn á, thì ngoài ra nhà trường cũng rất chú trọng đến cái việc là các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là tham gia tốt các hội thi của các cấp tổ chức, ví dụ như là hội thi hội khỏe Phù Đổng, hội thi an toàn giao thông, hội thi đỡ võ cổ truyền, rồi hội thi tô robocom. Năm vừa qua nhà trường cũng đạt được, trong các hội thi đó nhà trường cũng đều đạt được là cấp thành phố và cấp tỉnh. Được Thành ủy Bà Rịa bình chọn là đơn vị xuất sắc của thành phố trong thực hiện chỉ thị 05, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ trường tiểu học Trường Sơn nhiều năm liền được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Giáo dục tặng cờ thi đua, được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây chính là cơ sở để tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện theo chỉ thị 05 thì nhà trường có thực hiện cái mô hình là gần dân, tổng dân và lắng nghe dân. Cụ thể là khi tiếp xúc giải quyết công việc cho công dân thì đều phải có biết là chào hỏi, rồi có thái độ thân thiện, hòa nhã. Hướng dẫn tận tình, giải quyết công việc cho nó kịp thời, nhanh chóng. Nhà trường cũng xây dựng những cái kênh thông tin
để phụ huynh cũng như là nhân dân là có những cái phản ảnh đến nhà trường thông qua là cái hộp thư điện tử, rồi điện thoại, rồi hộp thư góp ý vân vân để lắng nghe những ý kiến của quần chúng nhân dân phản ảnh về nhà trường. Trong thời gian tới thì nhà trường cũng tiếp tục là phát huy hiệu quả của mô hình này trong công tác giảng dạy và học tập cho những năm tiếp theo, là tập trung là phát triển học sinh theo cái hướng là phát triển về năng lực và phẩm chất, tăng cường cái giáo dục kỹ năng sống, rồi thực hiện cái đổi mới chương trình phổ thông sắp tới nhằm là hướng tới là đào tạo các em là có những cái năng lực toàn diện. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần trách nhiệm của những người đưa đò thầm lặng, cán bộ giáo viên trường tiểu học Trường Sơn quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không ngừng phấn đấu thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả trong người và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.